giò xốp chay. Chả giò rế con tôm. Chả giò xốp con tôm nữa nha. Và bên cạnh đó em có bán chả giò cầu tre nữa nha. Này rất là ngon, thích hợp cho cô chú nấu đồ ăn gia đình hoặc là nhà có đám tiệc gì ăn rất là ngon và tạo độ giòn rất là lâu luôn nha.